trong nước, nguyên chủ tịch Cố Mắc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tại sao nạn nhân trong vụ ethanol Phú Thọ lại đòi bồi thường hàng tỷ đồng cho ông Trịnh Xuân Thanh? Vụ Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty gia đình? Bê bối hàng loạt giáo viên xài bằng giả trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lên tiếng. Triệt phá đường dây lưu đề 1 tỷ một ngày tại Đắk Lắk. Trên thế giới, Taliban cấm cạo râu, bật nhạc trong tiệm cắt tóc. Sạt lở đất ở Trung Quốc, nhiều người mất tích. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Hoài Bắc sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an, Lê Thị Phương Hồng sinh năm 1979, kinh doanh tự do về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và ông Diệp Dũng sinh năm 1968, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hoài Bắc có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà Lê Thị Phương Hồng. Khoảng tháng 7 năm 2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan đến vụ án Sài Gòn Co-op. Bà Hồng biết ông Diệp Dũng là chủ tịch Sài Gòn Co-op và Bắc đang tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại siêu thị này. Nên đã lợi dụng lúc Bắc ngủ say, Hồng đã ghi lại số điện thoại của ông Dũng và sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới người này trong quá trình điều tra, xác minh sai phạm tại Sài Gòn Co-op. Mục đích của Hồng là muốn ông Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Hồng và ông Dũng đã từng gặp mặt trực tiếp trao đổi nội dung liên quan đến sai phạm của ông, dẫn đến việc Sài Gòn Co-op bị truy thu thuế và được ông Dũng lót tay cho 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng có một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Sài Gòn Co-op, đồng thời xác minh Bắc không hề hay biết việc Hồng sử dụng những thông tin này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Tiếp tục liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ethanol Phú Thọ chiều ngày 27 tháng 9, một điều bất ngờ là chủ mới biệt thự Tam Đảo đã đề nghị đứng ra bồi thường thay cho ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Trình bày tại tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chủ mới biệt thự Tam Đảo ông Kiều Đào Lâm đã đề nghị việc công ty Mai Phương sẽ đứng ra bồi thường thay cho ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đỗ Văn Hồng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc PVC Kinh Bắc, đối với khoản thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho PVC, đồng thời đề nghị tòa án phúc thẩm tuyên trả lại cho công ty Mai Phương giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất 3.400m2 tại Tam Đảo. Lý giải cho hành động trên, ông Lâm nói để có tiền mua được mảnh đất này, ông đã huy động toàn bộ tài sản và vay mượn từ nhiều nguồn khác. Nếu mảnh đất này bị thu hồi, phía công ty chắc chắn sẽ phá sản. Bất ngờ kiểm tra 13 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó có cả trung tâm ngoại ngữ quốc tế hoạt động chui. Theo đó, qua thanh tra, sở này đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như sử dụng giáo viên không đúng bằng cấp, không có giáo án khi giảng dạy, chưa có khung chương trình dạy học, kế hoạch dạy học cụ thể và hàng loạt các sai phạm khác. Cụ thể thì trung tâm ngoại ngữ K English Club ở thành phố Thanh Hóa không lưu hồ sơ giáo viên người nước ngoài, trung tâm SE và Camellia Hoàng Hóa sử dụng giáo viên không đúng bằng cấp theo quy định. Đáng chú ý, qua thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu đóng trên địa bàn của huyện Yên Định, dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn tổ chức dạy chui. Thời điểm kiểm tra, trung tâm này đã thực hiện tuyển sinh và thu học phí của 40 học viên. Để đảm bảo chất lượng hoạt động giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết việc siết chặt quản lý ở các trung tâm là nhiệm vụ cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng nhiều sai phạm và bất cập như hiện nay. Liên quan đến cáo trạng vụ mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và hai đồng phạm do gây thiệt hại cho nhà nước. Viện Kiểm sát xác định ông Chung là người quyết định việc mua hóa chất trái pháp luật, phân công chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước để cho công ty Atic do vợ ông Chung thành lập được hưởng khoản lợi nhuận bất chính. Cụ thể, công ty Atic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung, bỏ 100% vốn là 5 tỷ đồng và lấy tên con trai là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh. Sau đó, bà Hoa nhờ một người khác đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình bị can Chung. Thông qua đó, công ty Atic đã hưởng được khoản lợi là 36 tỷ đồng từ vụ mua chế phẩm Redoxy 3C.
Cáo trạng cũng cáo buộc cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vi phạm luật phòng chống tham nhũng năm 2005 với quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố mẹ con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện 20 người sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng cử nhân giả. Trong số này, chủ yếu là giáo viên đang dạy học trên địa bàn của huyện Cư Kuin. Và nói về việc này, thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã khẳng định nếu phát hiện trường hợp giáo viên trực thuộc sở quản lý sử dụng bằng giả không đúng quy định, thì ngay lập tức xử lý theo quy định của pháp luật. Việc những giáo viên sử dụng bằng giả để đi giảng dạy trong nhiều năm qua đã gây bức xúc trong dư luận và xã hội, bởi ngoài trình độ chuyên môn không thể đảm bảo, không đúng quy định thì vấn đề đạo đức của những giáo viên này khi có hành vi gian dối lại được đứng trên bục giảng gây ảnh hưởng rất xấu đến học sinh. Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho hay, thời gian qua sở đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, rà soát bằng cấp thuộc phạm vi do sở quản lý của đội ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình xác minh văn bằng được lưu tại Sở Giáo dục Đào tạo thì có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đối với vấn đề giáo viên sử dụng bằng giả để đi dạy, dù có vì lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được. Có một thực tế do lịch sử để lại tại khu vực Tây Nguyên là tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng trong những năm 90 của thế kỷ trước. Do đó, ngành giáo dục các tỉnh Tây Nguyên đã tận dụng những người có trình độ trung cấp hoặc học xong hệ 9+2 để tham gia dạy học. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành giáo dục của các tỉnh Tây Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để những giáo viên này có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn, được hỗ trợ để học lên nhằm chuẩn hóa các điều kiện về văn bằng. Do đó, không thể lấy lý do lịch sử để lại để làm giả bằng cấp hoặc chấp nhận các văn bằng giả trong ngành giáo dục. Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột mới đây đã triển khai một cuộc tấn công bất ngờ kiểm tra đồng loạt 9 địa điểm trong đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2021. Hàng ngày, các đối tượng dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi lại số đề của các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Úc Hiền, sinh năm 1990, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo cơ quan điều tra, để qua mặt lực lượng công an, các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội. Sau đó thì các đối tượng chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, lắp camera theo dõi để nhận tiền thắng thua. Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Nhà chức trách xác định đường dây này đã cho hơn 100 người vay hơn 5 tỷ đồng với lãi suất là 30-40% một tháng, tức là 360-480% mỗi năm. Các đối tượng bao gồm Lê Văn Tú, 20 tuổi, Hoàng Ngọc Phước, 21 tuổi, Hà Văn Đông, 24 tuổi, Phạm Hữu Quang, 23 tuổi, cùng ở thành phố Thanh Hóa, Trần Văn Vĩnh, 29 tuổi, Đoàn Trung Bình, 23 tuổi, cùng ở tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, Tú khai đường dây tín dụng đen được thành lập vào tháng 3 năm 2021. Khi cho vay 10 triệu thì nhóm này lấy lãi 2 triệu. Trong vòng 25 ngày, người vay phải trả 12,5 triệu đồng. Sau 25 ngày, nhóm của Tú sẽ xoay vòng việc cho vay. Khám xét nợ của Tú và 5 người khác, cảnh sát thu giữ 12 điện thoại di động, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 5 chứng minh nhân dân, 10 giấy vay tiền viết tay và hàng ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Cần tiền để đánh bạc và chơi chứng khoán, đối tượng Ngô Văn Hiếu sinh năm 1995, ngụ ở huyện Ba Chẻ, Quảng Ninh đã lừa đảo số tiền lên tới cả tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng trên. Theo điều tra, để có tiền chơi chứng khoán và đánh bạc qua mạng, Ngô Văn Hiếu đã nhắm tới chị NTS, sinh năm 1972, trú tại khu 3, thị trấn Ba Chẻ, làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ và cho vay lãi. Hiếu nổ mình có người quen là cán bộ, giáo viên có nhu cầu về tiền nhưng phải kín đáo. Nếu đưa tiền cho những người này vay, Hiếu sẽ có trách nhiệm thu tiền lãi cho chị S. Tin tưởng Hiếu, từ tháng 12 năm 2019 đến ngày 8 tháng 4 2021, chị S đã đưa cho Hiếu 1 tỷ 561 triệu đồng để tạo niềm tin. Hàng tháng Hiếu trích một phần từ chính số tiền của chị S để trả lãi trong từng khoản vay của những người nói trên, với tổng số tiền là 499 triệu 500 ngàn đồng. Số tiền còn lại là hơn 1 tỷ đồng, Hiếu dùng để ăn chơi cá nhân. Đến khi hết khả năng chi trả, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương và bị chị S phát hiện tố lên cơ quan công an. Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hoàng Tâm, sinh năm 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, bất chấp quy định ở yên chống dịch, Tâm đã điều khiển xe máy qua nhà bạn để nhậu.
Trên đường về do đã ngấm rượu bia, vợ không làm chủ được tốc độ nên đã tông thẳng xe vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch, làm cả xe và người ngã xuống đường. Tại đây, Tâm vô cớ chửi bới, thách thức lực lượng trực chốt và bất ngờ xông đến đạp vào người một cán bộ tại đây. Đối tượng mau chóng bị khống chế, bắt giữ và chuyển cho lực lượng công an làm việc. Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất cấm, vừa mới chấp hành xong án tù vào ngày 22 tháng 3 2020. Với hành vi nêu trên, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Hoàng Tâm 2 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Thông tin kế tiếp, một cô gái đã tự giới thiệu mình có người nhà trong ngành công an, quân đội được tiêm vaccine nhưng không có nhu cầu và có ý định nhượng lại vaccine COVID-19. Bằng thủ đoạn nêu trên, nhiều người đã bị rơi vào bẫy lừa đảo. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào ngày 26 tháng 9 đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Quảng Trị, để làm rõ hành vi lừa đảo bán vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thủy Tiên tự giới thiệu với một số người mình tên là Nguyễn Thị Khánh Vi, sinh năm 1992, ngụ phường Vĩ Dạ, thành phố Huế và có người quen làm ở Bộ Công an, quân đội, mà người thân của họ được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có nhu cầu, nên cần bán lại với giá từ 4 đến 5 triệu đồng, tùy loại xuất xứ. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9 2021, Tiên đã lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng. Hai nhóm đối tượng ở độ tuổi 2X vừa bị Công an thành phố Vĩnh Long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, đối tượng bị bắt là Bùi Đắc Tài và Trần Quốc Sang, sinh năm 2002, và 6 đối tượng khác liên quan đều ngụ ở thành phố Vĩnh Long. Trước đó, Sang và Tài có mâu thuẫn với nhau trong việc vay mượn tiền. Đến tối ngày 23 tháng 9, hai nhóm đều đem theo mã tấu, dao tự chế hẹn nhau ở đường Mậu Thân để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai bên gặp nhau, Sang cầm súng bắn nhiều phát chỉ thiên. Nhóm của Tài phát hiện đối tượng có súng nên bỏ chạy. Sang cùng đồng bọn đuổi theo trên nhiều tuyến phố gây náo loạn cả khu vực. Công an thành phố Vĩnh Long đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 8 đối tượng liên quan nên ra quyết định tạm giữ hình sự. Thưa quý vị, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu shipper tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước vấn đề này, mới đây thì nhiều chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo về nguy cơ cao lây nhiễm cộng đồng. Nguy cơ lớn nhất đến từ việc điều kiện sống và sinh hoạt của các shipper thường ở những vùng nguy cơ cao. Nếu một shipper là F0 thì khả năng lây nhiễm và tốc độ lây lan sẽ rất nhanh. Và việc shipper tự xét nghiệm COVID-19 nhiều khả năng sẽ xảy ra âm tính giả do không làm đúng kỹ thuật. Một chuyên gia về y tế cộng đồng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc các đại diện doanh nghiệp vốn không đủ chức năng y tế để chịu trách nhiệm tự xét nghiệm cho người lao động, thì việc các shipper tự thực hiện không đúng kỹ thuật và có thể đưa ra kết quả không trung thực. Đây là một trong những vấn nạn và là nguy cơ lớn khi có thể là nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng theo chuyên gia, bài toán cho các shipper tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể giải quyết nhờ ứng dụng giải pháp công nghệ với khoảng tối đa 100.000 lượt một ngày. Đây không phải là số lượng quá lớn. Bên cạnh đó, theo tính toán với năng suất xét nghiệm vừa phải, chỉ cần ở mức 1.000 người một ngày trên một địa điểm của cơ sở y tế có chức năng thì thành phố cũng chỉ cần 100 điểm là đủ phục vụ cho toàn bộ lực lượng shipper. Đồng thời, kết quả trực tuyến được gửi ngay cho các cơ sở y tế tổ chức và ngành y tế, ngành công thương sẽ nhận được báo cáo về tình trạng âm tính, an toàn của các shipper. Hãy cùng đến với những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, gia đình cùng với bạn bè đã tề tụ nói lời tạm biệt cuối cùng đối với nữ blogger người Mỹ Gabby Petito. Cô Petito được xác định đã bị sát hại vào ngày 19 tháng 9 khi đang trong chuyến hành trình du lịch xuyên các bang miền Tây nước Mỹ cùng vị hôn phu của mình. Đến nay, cái chết của người phụ nữ xấu số này vẫn là một điều bí ẩn. Tang lễ của nữ blogger người Mỹ Gabby Petito được tổ chức tại nhà tang lễ Hope Rock, New York, Mỹ hôm 26 tháng 9 vừa qua và chỉ tiếp đón khách viếng trong vài giờ. Hơn 100 lính cứu hỏa đã tham dự để hỗ trợ cha dượng của cô Petito, người cũng là một lính cứu hỏa. Đối với tôi, Gabby là người tuyệt vời nhất. Tôi không thể nào có thể tự hào hơn với tư cách là người cha của con bé. Nữ blogger Petito, người được thông báo mất tích ngày 27 tháng 8, 3 tuần sau đó ngày 19 tháng 9, người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại khu cấm trại hẻo lánh Bear Red Creek trong vườn quốc gia Bridgerton, phía tây bang Wyoming. Các nhà điều tra xác nhận nạn nhân đã bị sát hại khi đang trong chuyến hành trình du ngoạn khắp các bang miền Tây nước Mỹ cùng chồng sắp cưới, song nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn chưa được công bố. Ngay sau đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã mở cuộc tìm kiếm anh Brian Lorai, vị hôn phu của nữ blogger xấu số Gabby, để phục vụ cuộc điều tra. Người đàn ông này cũng bị một tòa án ở quận bang Wyoming phát lệnh truy nã với cáo buộc sử dụng thẻ và số nhận dạng cá nhân của hôn thê quá cố một cách bất hợp pháp. Đến nay, cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của nữ blogger người Mỹ Gabby vẫn đang được triển khai.
Và trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter mới đây thì ông Pedro Guimarães, giám đốc điều hành của công ty cho vay nhà nước Caixa Econômica de Ferro của Brazil đã xác nhận bản thân dương tính với virus SARS-CoV-2 sau chuyến công tác đến New York của Mỹ vào tuần rồi. Với lời xác nhận này thì ông Pedro Guimarães đã trở thành thành viên thứ tư cùng với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến Mỹ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 mắc COVID-19. Giám đốc Caixa Econômica Federal cho biết rằng ông đã tiêm vaccine đầy đủ và không có triệu chứng. Ông đã tiến hành tự cách ly kể từ sau khi trở về Brazil từ Mỹ vào thứ tư tuần trước. Trước đó, thì ba thành viên khác của phái đoàn Brazil cũng đến Mỹ, gồm Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga, con trai của Tổng thống Bolsonaro, hai nghệ sĩ Eduardo và một nhà ngoại giao trẻ khác cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong một thông báo, thì Tổng thống Bolsonaro cho biết ông có kết quả âm tính, đồng thời khẳng định toàn bộ quan chức trong chuyến công tác đến Mỹ vừa rồi vẫn đang thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tại Mexico, nhiều người vào hôm ngày 26 tháng 9 đã tập trung tổ chức một cuộc tuần hành ở Mexico City để đánh dấu 7 năm ngày nhóm sinh viên gồm 43 người được cho là đã bị bắt cóc và sát hại. Các thân nhân của những sinh viên bị mất tích 7 năm trước đã cùng hàng ngàn người khác tham gia cuộc biểu tình, yêu cầu chính phủ Mexico phải có câu trả lời chính thức về thảm kịch. Rất nhiều người đã mang theo ảnh chân dung những đứa con bị mất tích của họ cùng nhiều băng rôn khẩu hiệu. Chúng tôi là những người mẹ, chúng tôi tin rằng con mình vẫn còn sống. Thế nhưng 7 năm đã trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì cả. Đó là một sự dằn vặt mà chúng tôi phải trải qua. Trái tim của chúng tôi dường như bị bóp nghẹt. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, các nam sinh viên của trường cao đẳng sư phạm nông thôn Raul Isidro Burgos đã bị lực lượng an ninh Mexico trấn áp nhiều lần. Tới cuối ngày đó, 3 người trong số họ thiệt mạng, 43 người khác mất tích. Chính phủ Mexico khi ấy nói rằng các nạn nhân đã bị cảnh sát địa phương bắt đi và giao cho băng đảng tội phạm Guerreros Unidos thủ tiêu. Trong đợt tranh cử năm 2018, Tổng thống đương nhiệm López Obrador đã cam kết rằng sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Thế nhưng các gia đình sinh viên bị mất tích khẳng định nhà lãnh đạo Mexico đã không giữ đúng lời hứa khi đến nay mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ. Cũng liên quan đến thảm kịch năm 2014, giới chức Mexico đã gửi một bức thư yêu cầu chính phủ Israel tạo cơ hội để Mexico dẫn độ ông Thomas Giron, một cựu quan chức Mexico từng phụ trách cuộc điều tra vụ việc này về nước. Được biết, người này đã đến Israel vào năm ngoái để trốn tránh các cuộc điều tra về hành vi tắc trách trong việc xử lý vụ án năm 2014, mặc dù ông Giron đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc mà chính phủ Mexico đưa ra. Một cuộc biểu tình bảo vệ môi trường mới đây cũng đã được tổ chức ở Kiev, thủ đô của Ukraine, với mục tiêu yêu cầu chính phủ nước này tăng cường các biện pháp chống lại biến đổi khí hậu. Hàng trăm người biểu tình vì môi trường đã tham gia cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu ở thủ đô Ukraine hôm 26 tháng 9 vừa qua. Những người tham gia cầm theo các biểu ngữ và hô to khẩu hiệu kêu gọi giới chức nước này thúc đẩy khoản tài trợ cho các hoạt động giảm phát nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như nhiều biện pháp môi trường khác. Tôi tham gia cuộc tuần hành vì đối với tôi, môi trường và bảo vệ khí hậu là các vấn đề rất quan trọng. Tôi muốn con cháu tôi, các thế hệ sau có một môi trường sống an toàn với điều kiện tốt nhất. Cuộc biểu tình diễn ra vài tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc được diễn ra ở Glasgow, Scotland. Trong một báo cáo vào tháng 8, Ủy ban Khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết sự nóng lên toàn cầu đang ở mức độ nguy hiểm, gần như vượt ngoài tầm kiểm soát, đồng thời cảnh báo thế giới chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thảm họa thiên tai khủng khiếp trong tương lai gần. Trong một thông báo, thì tập đoàn dầu khí BP cũng đã cho biết rằng là gần 1/3 trong tổng số 1.200 trạm xăng của công ty này tại Anh đã rơi vào tình trạng hết nhiên liệu, trong bối cảnh nhiều khu vực của Vương quốc Anh rơi vào khủng hoảng xăng dầu. Suốt những ngày qua, các phương tiện xếp hàng dài tại các trạm xăng là một hình ảnh quen thuộc ở Vương quốc Anh. Các công ty xăng dầu địa phương cho biết tình trạng thiếu lái xe vận chuyển nhiên liệu từ nhà máy đến các trạm xăng đã khiến cuộc khủng hoảng xăng dầu ở Anh trở nên ngày càng trầm trọng. Điều này đã khiến họ phải phân bổ nguồn cung cấp dầu, thậm chí phải đóng cửa các trạm xăng. Trong một thông báo, tập đoàn dầu khí BP, đơn vị đang điều hành 1.200 địa điểm cung ứng xăng tại Anh cho biết, gần 30% trong tổng số cây xăng của họ đang cạn kiệt một trong hai loại nhiên liệu chính. Bên cạnh đó, BP khẳng định hiện đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp để có thể nối lại hoạt động cung ứng nhiên liệu cho các trạm xăng. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh Anh đang cùng lúc phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, như nhiều công ty năng lượng phá sản, do giá khí đốt quốc tế tăng mạnh, hoạt động sản xuất thịt có nguy cơ bị gián đoạn vì thiếu hụt nguồn cung cấp khí CO2, hay vấn đề thiếu tài xế đang ảnh hưởng nghiêm trọng cho nhiều nhà bán lẻ cũng như chuỗi cung ứng.
Để ứng phó với tình hình hiện nay, Bộ trưởng Kinh doanh của Anh Kwasi Kwarteng thông báo sẽ tạm dừng áp dụng luật kinh doanh, qua đó cho phép các công ty chia sẻ thông tin và cùng phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu những cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên khắp nước Anh. Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng cho biết sẽ thực hiện kế hoạch cấp thị thực tạm thời cho 5.000 lái xe tải nước ngoài như một giải pháp cho vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng, không chỉ gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu mà còn tác động đến chuỗi cung ứng bán lẻ tại nước này. Hàng ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình tại Tunis, thủ đô Tunisia để kêu gọi Tổng thống Tunisia Kais Saied phải từ chức. Đây được coi là một cuộc chống đối ông Kais Saied lớn nhất kể từ khi nhà chính trị này sa thải thủ tướng của đất nước là Hichem Mechichi vào tháng 7 vừa qua. Sự giận dữ trong lòng công chúng của Tunisia bắt đầu dấy lên và ngày càng lan rộng khi mà nhà lãnh đạo nước này Kais Saied bất chấp hiến pháp quyết định giải tán chính phủ, đình chỉ quốc hội, tự mình giải quyết hết mọi vấn đề của đất nước. Trong cuộc tuần hành chống đối Tổng thống Tunisia, Kais Saied mới nhất tại đại lộ Habib Bourguiba thuộc thủ đô Tunis của Tunisia. Nhiều người dân địa phương đã cầm theo biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi sự chấm dứt sự cai trị của nhà lãnh đạo Tunisia. Cảnh sát cũng được triển khai dày đặc tại nơi tổ chức một cuộc biểu tình để đảm bảo an ninh trong khu vực. Chúng tôi muốn hiến pháp và quốc hội được triển khai trở lại. Không có quốc gia nào trên thế giới mà hoạt động không có quốc hội hay hiến pháp. Cũng không có người nào có thể tự quản lý hết tất cả bộ máy của đất nước. Ngay cả nhà độc tài bị lật đổ Ben Ali cũng không độc chiếm mọi quyền lực như cách mà Kais Saied đang làm. Thế nhưng Tổng thống sẽ lại luôn khẳng định rằng những gì ông làm chính là biện pháp nhằm cứu lấy đất nước, trong khi đó phe đối lập lại cáo buộc ông đang dàn dựng một cuộc đảo chính. Kể từ khi ông Saied đảm nhiệm vị trí Tổng thống Tunisia vào năm 2019, ông luôn bị mắc kẹt trong một cuộc đối đầu chính trị với Thủ tướng Mechichi và Chủ tịch Quốc hội Rajen Ganouchi, người đã cản trở các quyết định bổ nhiệm bộ trưởng cũng như ngăn chính phủ giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước. Đến nay, Tunisia được coi là quốc gia duy nhất trong nhóm các quốc gia Ả Rập thành công trong việc thực hiện hóa quá trình chuyển đổi dân chủ. Giới chức Somalia mới đây cũng đã cho biết ghi nhận 8 trường hợp đã tử vong, trong đó thì có phụ nữ và trẻ em, sau khi một chiếc xe bị gài bom phát nổ ở Mogadishu, thủ đô của nước này. Vụ đánh bom xảy ra ở một ngã tư đông người qua lại ở Mogadishu, thủ đô Somalia trong ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo ghi nhận ban đầu, vụ việc khiến ít nhất 8 người đã thiệt mạng, bao gồm một binh sĩ, một phụ nữ và hai trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương. Phát biểu với truyền thông, người phát ngôn cảnh sát địa phương Aden Hassan cho biết con số thương vong có thể cao hơn vì một số nạn nhân đã được người thân đưa đi. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện giao thông tại hiện trường cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng giới chức Somalia khẳng định phiến quân nổi dậy Al-Shabaab là kẻ đứng sau vụ việc này. Trong khi đó, thì tại Tanzania, một vụ nổ cũng đã xảy ra ở nhà máy sản xuất thép Nyakato Steel Mill ở phía bắc thành phố Mwanza. Theo ông Ramadhan Anzi, chỉ huy cảnh sát địa phương, ít nhất 40 công nhân đang làm việc tại nhà máy đã bị thương vì bị trúng các mảnh thép mà kẽm văng tung tóe sau tiếng nổ lớn. Lực lượng cảnh sát ngay sau đó đã phối hợp chặt chẽ với đội cứu hỏa, y tế để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. Và hiện các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện khu vực Sekou Toure để có thể điều trị. Trong đó thì có một số người trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chuyển sang các tin tức ở khu vực Trung Đông. Sau khi công bố danh sách chính quyền lâm thời, Taliban đã liên tiếp thông báo tái áp đặt một số luật lệ hà khắc từng áp dụng trong thời kỳ cai trị trước đây của mình vào khoảng 1996-2001. Và một trong số các quy định mới nhất, Taliban đã cấm thợ cắt tóc ở tỉnh Helmand ở Afghanistan cạo râu bật nhạc trong cửa hiệu. Đài CNN đưa tin chính quyền Helmand của một tỉnh phía nam Afghanistan đã ban hành lệnh cấm đối với các hoạt động cạo râu, bật nhạc ở các tiệm cắt tóc và nhà tắm công cộng, như theo yêu cầu từ phía lực lượng Taliban. Tất cả các trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây là quy định mới nhất trong hàng loạt biện pháp hạn chế mà chính quyền Taliban đặt ra với người dân Afghanistan, dựa trên các nguyên tắc của luật Hồi giáo Sharia. Theo nguồn tin, các chủ cửa hiệu cắt tóc ở thủ đô Kabul cũng nhận được lệnh cấm tương tự. Trong thời kỳ cai trị trước đây của Taliban, giai đoạn 1996-2001, nam giới Afghanistan không được phép để các kiểu tóc thời thường hay cạo râu. Tuy nhiên, sau khi Taliban lật đổ, các thanh niên Afghanistan đã cạo râu và thường chạy theo những kiểu tóc hiện đại. Tại Iran, giới chức nước này xác nhận ít nhất 3 người bị thương sau khi một đám cháy bùng phát tại một trong các cơ sở nghiên cứu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo thông tin được đăng tải trên trang tin chính thức Sephaniu của lực lượng vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, một trung tâm nghiên cứu thuộc quyền quản lý của IRGC, phía tây thủ đô Tehran, Iran, đã xảy ra hỏa hoạn vào chiều ngày 26 tháng 9 vừa qua.
Đội cứu hộ y tế có mặt ngay tại hiện trường và đưa 3 người bị thương đến bệnh viện để cấp cứu. Tất cả các nạn nhân đều là nhân viên của trung tâm nghiên cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong một thông báo mới đây, giới chức Trung Quốc cho biết rằng một vụ sạt lở đất do mưa lớn đã xảy ra ở huyện Thiên Toàn, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam của nước này vào rạng sáng ngày 26 tháng 9, khiến 62 người bị mắc kẹt. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, khoảng 50 người đã được tìm thấy, trong đó thì có 2 người không còn dấu hiệu của sự sống. Hiện hơn 700 nhân viên cứu hộ, 70 phương tiện chuyên dụng vẫn đang triển khai các công tác tìm kiếm và cứu hộ 12 nạn nhân còn đang mất tích. Theo Tân Hoa Xã, các cai ngục ở một nhà tù thuộc tỉnh Surigao del Sur, miền nam của Philippines, đã hạ gục 4 tù nhân sau khi nhóm người này cố gắng vượt ngục. Phát biểu với truyền thông, Cục Quản lý Nhà tù Philippines cho biết một vụ đấu súng giữa tù nhân và các nhân viên quản ngục đã nổ ra tại một nhà tù ở tỉnh Surigao del Sur vào sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua. Các nhà chức trách Philippines cho biết khoảng 11 tù nhân đã cướp súng và bắt một nhân viên nhà tù đang chuẩn bị bữa sáng làm con tin như một nỗ lực muốn thoát khỏi trại giam. Nhóm người này sau đó đã nổ súng về phía các quản giáo. Theo ghi nhận, 4 tù nhân đã tử vong và một cai ngục bị đâm trọng thương sau vụ đụng độ. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.